Thay mặt cho toàn thể anh chị diễn viên, nghệ nhân câu lạc bộ đờn ca tài tử Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã Phú Mỹ, gửi đến ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể quý đồng bạn lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, Việt Nam là đất nước có nền văn hóa phong phú và đa dạng. Mỗi công dân Việt Nam đều có quyền tự hào về những giá trị văn hóa, truyền thống mà các bậc tiền nhân đã gầy công sáng tạo. Những giá trị đó được tích lũy qua hàng ngàn năm lịch sử, được trao truyền từ đời này qua đời khác, tạo nguồn lực nội mạnh mẽ của quốc gia, là nền tảng quan trọng làm nên bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có nghệ thuật đờn ca tài tử, là một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Hôm nay, đội đờn ca tài tử Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thị xã Phú Mỹ tham gia hội thi đờn ca tài tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 10 năm 2020 với 7 tiết mục. Và đầu tiên thì xin mời quý vị cùng với ban giám khảo cùng thưởng thức phần dự thi bản hòa tấu, bình bản hai lớp, tác giả sưu tầm, biểu diễn toàn thể ban đàn cùng tấm múa minh họa.
Và xin được cảm ơn.